Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Những ngày qua thì các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam cùng dõi theo giải đấu Charity Cup năm 2022 để cổ vũ cho kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Với phong độ cực cao, Quang Liêm đã độc chiếm ngôi đầu bảng sau 2 ngày đấu, nhiều hơn hai kỳ thủ đứng thứ hai là vua cờ Manukasen và đương kim vô địch World Cup Gen Duda tới 4 điểm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Quang Liêm và đương kim vô địch World Cup tại giải đấu này. Quang Liêm là người chơi quân trắng và Duda là người cầm quân đen. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Trước một nhà đương kim vô địch World Cup đang nắm giữ thành tích bất bại tại giải, Quang Liêm không dám coi thường, lập tức tung tuyệt chiêu sở trường D4. Duda nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiếp tục dâng tốt C4 đánh chiếm trung tâm. Đen lên tốt E6. Như thường lệ khi đối đầu với các cao thủ ở top đầu thế giới, Liêm nhảy mã lên F3. Đen đẩy tốt D5, thiết lập thế trận gambit hậu để giành lại quyền kiểm soát trung tâm. Trắng tung mã cánh hậu lên C3, gia tăng áp lực lên trung tâm. Đen lên tốt C6, tạo thành bức tường tốt C6, D5, E6 vô cùng vững chắc ở trung tâm. Trắng đẩy tốt E3, đen phát triển mã cánh hậu lên D7. Trắng lên hậu C2, đen lên hậu D6. Trắng triển khai tượng lên D3, đen nhanh chóng nhập thành, di chuyển vua vào khu vực an toàn. Trắng cũng nhập thành, đưa xe trong góc ra tham chiến. Sau khi đã ổn định vị trí, đen chủ động ăn tốt sang C4 khai chiến. Trắng ăn tượng lên C4, đen lập tức dâng tốt B5 tấn công tượng. Trắng chạy tượng về E2, đen lên tượng B7, từ xa chĩa về phía trung tâm, không để cho đen kịp củng cố thế trận. Trắng đẩy tốt E4, tạo thành cặp tốt E4, D4 khống chế trung tâm, đe dọa tràn sang E5 để tấn công đôi. Đen vội vã đẩy tốt E5 chặn lại. Trắng ăn tốt sang E5, nên ăn mã lên E5 khiêu khích mã trắng ở F3. Không muốn đôi co với đen, trắng tung mã lên D4, chuẩn bị luồn vào F5 tấn công. Thấy vậy, đen di chuyển mã lên G4, phối hợp cùng tượng uy hiếp tốt H2. Trắng đẩy tốt G3 ngăn chặn, bị hóa giải thế tấn công. Đen bèn chuyển hướng đưa tượng lên C5, tấn công mã D4. Trắng theo kế hoạch nhảy mã lên F5 cắm chốt, chờ lệnh xuất kích. Đen qua xe E8 tham chiến trên cột E. Không muốn để lâu, đêm dài lắm mộng, trắng lập tức tiêu diệt con mã ở G4. Thế nhưng chém đầu này thì đen lại mọc đầu khác. Đen ăn mã lên G4, trắng triển khai tượng lên F4, chĩa sang cánh hậu. Đen tung hậu lên B6, gia tăng áp lực vào điểm yếu F2, đồng thời mở đường cho xe qua chiếm lĩnh cột mở D. Bí nước, trắng đẩy tốt A4, tìm cách đột phá cánh hậu xem sao. Không muốn cho xe trắng xuất trận, đen tràn tốt sang B4 bắt mã. Trắng chạy mã về D1, đen lên tượng A6, tấn công quân xe đang làm nhiệm vụ bảo vệ tốt F2. Trắng tiến tốt sang A5, đuổi hậu đen đi chỗ khác để giảm bớt áp lực tấn công vào F2. Đen chạy hậu lên B5, lăm le ăn hậu vào F1. Thế vậy, trắng tung mã lên E3, mở thông hàng 1 cho xe A1 hỗ trợ, đồng thời tìm cách thủ tiêu quân mã đang rình rập ở G4. Nếu chạy mã thì sẽ mất tem, nên đen đành chấp nhận đổi mã vào E3. Trắng ăn tượng với E3, gạ đổi quân tượng, hòng bẻ gãy ưu thế hai tượng của đen. Đen vội vã chạy tượng với F8, bảo toàn lực lượng. Trắng qua xe D1, chiếm lĩnh cột mở D. Không để cho trắng độc chiếm cột mở chiến lược này, đen lập tức qua xe D8, trung hòa cột mở. Trắng ăn xe D8, nên ăn xe D8. Trắng lùi mã về D4, quay lại bắt hậu và tốt C6. Bị tấn công bất ngờ, đen đành bỏ tốt, chạy hậu sang H5. Chỉ cho có thế, trắng ăn hậu xuống C6, tiếp tục bắt tượng. Đen chạy tượng xuống D3, trắng luồn hậu xuống C7 bắt xe. Đen chạy xe sang E8, hợp lực cùng tượng để vây bắt tốt E4.
Trắng đẩy tốt F3 bảo vệ. Đen tiến hậu xuống H3. Trắng được thể tung mã lên F5, chờ cơ hội ra đòn quyết định. Thấy mã trắng đã rời bỏ vị trí chiến lược, đen mừng rỡ lao tượng xuống E2, tấn công tốt F3. Tuy nhiên thì trắng đã có những toan tính khi đưa hậu qua D7, giả vờ bắt xe E8, nhưng kỳ thực là dình tung mã vào E7, giở đòn chiếu mở bắt hậu. Trước ngón đòn hiểm của trắng, bản lĩnh của nhà vô địch World Cup được thử thách và đen tỏ ra rất bình tĩnh, nâng xe lên E6, vừa chạy vừa che chắn cho hậu khỏi đòn tấn công mở. Bị đen vô hiệu hóa đòn hiểm, trắng chuyển hướng đưa hậu xuống C8 rằng đe dọa sẽ lên tượng C5 tấn công con tượng F8, đồng thời vẫn duy trì ngón đòn mã E7 chiếu, không thể ngăn cản đồng thời hai đòn sát thủ của Quang Liêm. Đen liều lĩnh dâng tốt H5, mở đường máu cho vua thoát lên. Trắng theo kế hoạch phi tượng lên C5, đen chủ động bỏ tượng đưa vua chạy lên H7. Không chậm trễ, trắng ăn hậu và F8, đe dọa chiếu hết ở G7. Đen qua xe G6 bảo vệ tốt G7 và dồn toàn lực để tấn công lại vua trắng. Trắng tiếp tục ăn hậu với F7, càn quét. Không còn gì để mất, đen liều mạng thúc tốt tràn sang H4, đột phá với hy vọng mong manh. Ăn được hơn quân rồi nên mục tiêu an toàn được ưu tiên hàng đầu. Trắng liền lùi tượng với F2, cố thủ tốt G3. Đen ăn tốt vào G3, trắng ăn tượng lên G3. Lúc này thì đen mới ăn tượng vào F3, tung quân bài quyết định vào trận, đe dọa chiếu hết ở G2. Trong tôi thì ở đây, trắng nên lùi mã với E3 để phòng thủ. Đen ăn tượng E4 thì trắng sẽ lùi hậu với F4 bắt tượng. Đen chạy tượng về C6 thì trắng sẽ qua xe C1 và trắng sẽ hóa giải được thế tấn công của đen, trong khi lại hơn hẳn một quân mã. Trở lại ván cờ thì trước những đòn tấn công dồn dập của đen, để tránh những rắc rối liên quan, Quang Liêm chủ động tí hậu vào xe G6, buộc vua đen phải ăn lên G6. Trắng nhanh chóng lùi mã về H4 chiếu bắt tượng. Đen chạy vua lên H5, trắng ăn mã về F3. Sau nước hy sinh hậu dũng cảm của Quang Liêm, thế trận tấn công vua của đen bây giờ hoàn toàn bị bẻ gãy. Đen chỉ còn lại một hậu chống lại liên quân xe tượng mã của trắng. Thế nhưng sức mạnh càn lướt của con hậu, đen có thể dùng chiêu bài chiếu liên tục để tìm cách tỉa dần các quân không có bảo vệ của trắng. Liệu rằng xe mã tượng của Quang Liêm có khuất phục được hậu của Duda? Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Trước quân số áp đảo của Liêm, Duda lùi hậu về G4, tìm cách bắn tỉa các quân rời rạc của trắng. Nếu cố gắng chạy mã về D2 bảo vệ tốt thì đen sẽ thọc hậu xuống E2 bắt mã. Trắng chạy mã về F1 thì đen sẽ ăn hậu sang B2, và chưa biết bên nào sẽ ăn bên nào khi mà đen tạo được con tốt thông nguy hiểm ở cột B. Sau một suy tính, Liêm quyết định bỏ tốt E4 để đưa hậu lên F2 củng cố thế trận. Đen ăn hậu sang E4, trắng lập tức điều xe qua E1 tấn công hậu và co cụm lại một chỗ, tránh đi lẻ tẻ dễ bị hậu đen chiếu bắt mất. Đen phi hậu xuống C2 chiếu, trắng nâng xe lên E2, vừa che chắn vừa bảo vệ tốt. Đen lùi hậu về C5 chiếu, tiếp tục dùng chiến thuật bắn tỉa để tiêu diệt con tốt A5. Trắng chạy vua vào G2, dù nhìn thấy tốt rèm rỏ cả dãi, song đen vẫn không dám ăn hậu sang A5 vì lo sợ đòn xe E5 tấn công đôi. Do đó đen chủ động chạy vua về G6 trước. Trắng đẩy tốt xuống A6, đen lùi hậu về C6, tiếp tục bắt tốt. Không thể bảo vệ con tốt này, nhưng nếu để đen thoải mái ăn tốt A6 rồi dâng các tốt A, B tạo thành tốt thông tiến xuống thì cũng gay go cho trắng. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Liêm quyết định thọc xe xuống E7 rình rập. Đen ăn hậu sang A6, trắng phi tượng lên E5 tìm cách bắt lại tốt G7. Thế vậy,
nên chủ động chạy vua lên F5. Lo ngại để lâu nên đẩy được tốt A lên chỉ sách việc. Trắng chuyển hướng mục tiêu lên lùi tượng về D4, tìm cách quân tốt diệt quân tốt ở A7. Không thể bảo vệ nên qua hậu C6 răng rình rập. Trắng lập tức ăn xe sang A7 nên đẩy tốt G5 chạy thoát khỏi tầm truy kích của xe trắng, vừa đe dọa đẩy tốt G4 bắt chết mã. Không chậm trễ, trắng chạy vua lên G3 tránh khỏi đòn giằng hiểm độc, nên qua hậu D6 chiếu, trắng lên tượng E5 đuổi hậu, nên chạy hậu xuống D3 tiếp tục rình đẩy tốt G4 bắt chết mã. Trắng đẩy tốt H3 chặn lại, chưa từ bỏ ý định nên qua hậu B3 ngăn chặn trắng đưa xe qua F7 để rình đưa vua lên E4 bắt chết mã. Trắng rất là cảnh giác nên lùi tượng về D4, nên theo kế hoạch lao vua lên E4 phối hợp cùng hậu bắt mã. Thế nhưng là trắng đã có đề phòng nên lập tức qua xe E7 chiếu. Nếu chạy vua về D3 thì sẽ bị trắng xuống xe D3 tung đòn xiên bắt chết hậu, do đó đen buộc phải chạy vua về D5. Chỉ chờ có thế, trắng lùi xe về E5 tung đòn chiếu bắt tốt, nên chạy vua lên C4, trắng ăn xe sang G5. Sau một hồi quần thảo với quân số đông hơn thì trắng đã tạo được tốt thông ở cột H, chuẩn bị tiến lên phong hậu. Để mất tốt G đen lâm nguy. Giờ đây thì đen chỉ có thể trông cậy vào khả năng cơ động càn lướt của hậu để chiếu liên tục, hy vọng sẽ tỉa dần được quân của trắng. Đen đưa vua xuống D3, mở đường cho hậu lùi về phòng thủ. Trắng đẩy tốt H4, đen lùi hậu về E6, trắng tiếp tục đẩy tốt xuống H5, ví nước, đen đẩy tốt xuống B3, trắng phi tượng xuống G7, tiếp tục chuẩn bị đẩy tốt xuống H6. Nhoằng một cái mà tốt trắng đã tiến xuống vùng nguy hiểm, đen qua hậu D6 chiếu xem có kiếm trác được gì không. Trắng qua xe E5 bịt đường chiếu lại, đen lập tức tiến vua xuống C2 áp sát vào quân tốt ở B2. Trắng lùi vua về F2 rình rập. Nếu mà ham ăn tốt thì đen sẽ bị trắng đi xe D5 tung đòn chiếu mở bắt chết hậu. Không ăn được tốt, đen đành xuống vua B1 lượn một vòng quanh tốt xem sao. Trắng đẩy tốt xuống H6, đen qua hậu G6 vạch ra làn danh đỏ cuối cùng ở H7. Trắng qua xe G5 bắt hậu, đen chạy hậu về H7. Trắng qua xe H5 sẵn sàng ủn tốt xuống. Không thể di chuyển hậu, đen liền lên vua A2. Trắng lùi xe về H4, đen phi hậu xuống C2 chiếu. Trắng chạy vua lên G3, đen lùi hậu về G6 chiếu. Trắng qua xe G4 đuổi hậu, đen qua hậu D6 chiếu. Trắng chạy vua lên H4, đen tiến hậu xuống D3 tấn công mã và bảo vệ ô H7. Ở đây thì trắng có thể nhảy mã lên G5, sau đó sẽ thúc tốt xuống. Tuy nhiên thì Liêm lại có toan tính riêng nên đã sang xe F4 giữ vững thế trận, đen lùi hậu về G6. Thế đen không chiếu trác được gì, trắng bất ngờ tung mã xuống D2 chặn đường chạy của vua, đe dọa sang xe A4 chiếu hết. Bị phản công bất ngờ, đen buộc lòng phải chạy hậu về E8 tử thủ điểm A4. Trắng nhảy mã lên E4, đen lại lên hậu G6. Trắng qua xe G4 bắt hậu, đen chạy hậu lên F5. Trắng nhảy mã lên G5, đe dọa đẩy tốt H7, đen lùi hậu về G6. Để hễ mà trắng đẩy tốt thì đen sẽ làm thịt quân tượng ở G7. Trắng qua xe E4, đen chạy vua xuống B1, trắng xuống xe E6 đuổi hậu, đen chạy hậu xuống C2. Cơ hội đã đến, không chậm trễ, trắng nhanh chóng đẩy tốt xuống H7. Làn danh đỏ đã bị phá vỡ, đen chỉ còn cách chiếu liên tục. May ra trắng có chút sơ hở nào đó, nghĩ là làm, đen qua hậu F2 chiếu, trắng chạy vua lên H5, đen qua hậu H2 chiếu, trắng chạy vua xuống G6,
nên lại qua hậu C2 chiếu. Trắng lùi xe về E4 che, nên lùi hậu về C6 chiếu. Trắng lạnh lùng lùi tượng về F6. Và đến đây thì đen không còn có thể chiếu quấy rối vua trắng được nữa, trong khi lại không thể ngăn cản. Trắng đẩy tốt xuống phang hậu, nên đành xin thua để tránh khỏi bị mất thể diện của nhà vô địch World Cup.